Hạ Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của Hạ Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn về một đề tài nữa. Đó là hướng dẫn cho chúng ta biết cách để chúng ta xem ngày sửa mộ, di dời mộ và bốc mộ các bạn. Các bạn nên biết rằng là cái việc mà người mới mất người ta chôn xuống thì nó lại là có một cái phương án tiền này nó khác với cái mà chúng ta bốc mộ lên di dời mộ. Đó là hai phương án nó khác nhau và hai cách chọn này nó cũng tương đối khác. Thì trước khi đi vào bài, tôi cũng xin giới thiệu với tất cả các quý vị về ba cái quyển này. Ba cái quyển lớn này là ba quyển Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, là ba cái quyển mà người ta đã biên soạn sẵn, lựa ngày sẵn cho chúng ta mà chúng ta không cần phải đi tìm tòi học hỏi và tra từng ngày, nó mệt. Ba quyển này nó đã chọn ngày sẵn cho tất cả chúng ta và nó gom hết tất cả những cái tinh túy của tất cả các môn phái, của tất cả các sách gom lại, cho nên là mới đặt tên là Hiệp Kỷ Biện Phương Thư. Còn cái quyển này là quyển Quyết Địa Tinh Thư, là quyển coi giờ nhặt chạch các bạn đó. Thì những cái quyển này là quyển chính, còn tất cả các quyển kia nữa như là Ngọc Hạp, Thông Thư, Kim Ông Ký vân vân thì nó rất nhiều, mà hiện tại bây giờ là tôi không biết cái cách nào để chia sẻ lên cho tất cả các quý vị cùng biết, cùng nghiên cứu với tôi, cho nên là tôi đã nghĩ ra một cách, đó là tôi đã tạo ra một cái trang web là phongthủylutai.com. thì tôi mới có tạo cách đây có một ngày thôi, và khi tôi tạo ra thì mong rằng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị hãy tham gia ủng hộ cho mình. Thì cái trang web lưỡi tài đó, trang web phongthủylutai.com đó, là tôi sẽ chia sẻ từng chữ một trong từng quyển sách để tôi đăng lên trên cái trang phongthủylutai.com đó cho tất cả các quý vị cùng tham khảo. Thực ra là kênh nó mới có thành lập mới có một ngày và tôi chỉ chia sẻ lên được có một hoặc hai bài thôi. Tất cả các quý vị hãy nhớ quan tâm, lâu lâu ghé vào trang để có thể cập nhật được nhiều thông tin hay hơn. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào cái vấn đề, đó là tìm ngày tốt, ngày đẹp để chúng ta có thể bốc mộ, di dời mộ hoặc là có thể sửa mộ cho người thân mình, cho ông bà tổ tiên mình, để cho mồ yên mã đẹp, để cho con cái đời sau được hưởng sự ấm no lợi lạc. Đó. Thì tại vì tôi chưa biên soạn ra cái bài này, tôi vừa mới nghĩ đến và tôi cũng chưa biên soạn ra, cho nên xin phép tôi được cầm sách mà để nói. Thì các bạn nên chú ý là khi mà sửa mộ, di dời mộ, bốc mộ, chúng ta cần phải tránh cái ngày tam sa sát. Năm tháng ngày giờ tam sa sát là nó tính luôn năm tháng ngày giờ luôn các bạn. Năm tháng ngày giờ tam sa sát là nó tính theo cái dựa vào cái tuổi của người mất. Ví dụ tuổi của người mất là tuổi Thân, Tý, Thìn, thì tam sa sát vào cái năm tháng ngày giờ Mùi, các bạn phải tránh ra. Giờ cái người mất là tuổi Dần, Ngọ, Tức, thì nó sẽ bị tam sa sát ngay tại năm tháng ngày giờ Sửu, chúng ta phải tránh ra. Và cái người mất vào cái người mất là tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, thì chúng ta nên tránh năm tháng ngày giờ là Thìn nè các bạn. Rồi chúng ta phải tránh ra. Rồi cái người mất là tuổi Hợi, Mão, Mùi, thì chúng ta phải tránh năm tháng ngày giờ là Tuất, thì chúng ta phải tránh ra.
Đó là cái năm tháng ngày giờ tam sa sát chúng ta cần phải tránh, dù cho mà chôn người hay là sửa mộ chúng ta cũng phải tránh ngày tam sa sát này. Đó. Còn những cái ngày mà như là hồi đầu sát cấm này, hay là tiễn tiễn nhật này, hay là tiễn nhật sát rồi á, là những cái đó là nó liên quan tới là chôn người mới mất thôi. À, cho nên chúng ta không có bàn về cái những cái ngày đó trong cái video này. Mà khi coi coi cái ngày sửa mộ, chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta cần phải thuộc lòng tam hạp lục hạp để chúng ta chọn đó, và tránh là tứ hình xung và tránh lục hại. À, còn mà những ngày là nhập địa không vong, tảo địa không vong, là những ngày đó là kỵ người người mới mắc các bạn. Giờ ngày thốn thổ vô quan cũng là kỵ ngày ngày người người mới mắc luôn. Còn mà cái ngày lãnh địa không vong á, các bạn cần nên tránh cái ngày lãnh địa không vong này, là nếu mà người mắc là tuổi giáp thì kỵ ngày mậu tý, người mắc là tuổi thì kỵ ngày mậu dần, người mắc mà tuổi bính thì kỵ ngày tân dậu, người mắc mà tuổi đinh là kỵ ngày quý sửu, người mắc mà tuổi mậu là kỵ ngày bính thìn, người mắc là tuổi kỷ thì kỵ ngày nhâm ngọ, người mắc là tuổi canh thì kỵ ngày giáp thân, người mắc là tuổi tân thì kỵ ngày ất mão, người mắc là tuổi nhâm thì kỵ ngày tân mùi, người mắc là tuổi quý thì kỵ ngày bính túc. À, cho nên các bạn cần phải tránh những cái ngày này ra nha các bạn. Còn một cái cách tính ngày lãnh địa không vong nước tại vì á là có hai môn phái, nó cách có hai môn phái, cách tính của hai môn phái giờ ngày lãnh địa không vong là hai cách tính khác nhau, cho nên chúng ta cũng gom luôn hai cách tính này vô thành một để chúng ta tính luôn, chúng ta trừ, thà mình bỏ lầm còn hơn là mình lấy sót các bạn. Đó thì nếu mà người tuổi, nếu mà người mắc á, là tuổi giáp và tuổi kỷ thì chúng ta kỵ ngày tý ngày ngọ, mà người mắc là tuổi ất và tuổi canh thì chúng ta cần phải kỵ ngày dần và ngày thân, mà người mắc là tuổi đinh và tuổi nhâm thì chúng ta phải kỵ ngày sửu và ngày mùi, và người mắc là tuổi mậu tuổi quý thì chúng ta phải kỵ ngày thìn ngày tức, người mắc là tuổi bính và tuổi tân thì chúng ta phải kỵ ngày mão và ngày dậu. À, các bạn cần lưu ý những cái ngày đó nha. Còn những cái ngày như là thiên can tứ sát, phu thê khắc hình lộ, tiên mạng sát sơn đó, rồi tán quạt tán khanh, rồi cái ngày thích thiệt sát, là những cái ngày đó là kỵ cho cái người mới chết không à các bạn. Đó, nhưng mà khi mà xây mộ thì việc đầu tiên các bạn phải để ý cái sơn hướng của cái ngôi mộ nữa, tức là cái ngày mà chúng ta chôn xuống nó, chúng ta cần phải để ý cái ngày đó là thuộc về cái ngũ hành gì. Nên nhớ các bạn, cái ngũ hành của cái ngày á là chỉ để so cái sơn hướng thôi, so cái sơn hướng thôi các bạn, so cái sơn hướng của ngôi mộ chứ không phải là so với cái người mắc nha. So ngay tại sơn hướng của ngôi mộ, ngay tại sơn hướng của ngôi mộ nó thuộc về là cái gì, ví dụ nó thuộc về, nó nằm ngay cái cung nào, kim kim mộc thủy hỏa thổ, nó nằm ngay cái cung nào, nó thuộc về ngũ hành gì, và ngũ hành của cái ngày nó có khắc với cái ngũ hành của cái sơn hướng của cái ngôi mộ hay không, nó là một. Rồi xong cái tuổi của người mắc có xung với cái ngày mà chúng ta đã chọn hay không, đó là các bạn nên cần để ý. Nếu mà xung thì các bạn không nên dùng ngày đó, hoặc mà cái ngày đó nó mà xung với cái sơn hướng của cái ngôi mộ chúng ta cũng không nên dùng, và cái ngày đó mà nó xung với cái người chủ sự đứng ra xây cất chúng ta cũng không nên dùng. Sơn hướng là gì? Sơn hướng là nó có 24 sơn hướng của ngôi mộ. À, 24 sơn hướng, ví dụ như cái ngôi mộ của chúng ta là nằm ngay tại là tọ bắc hướng nam, hướng nam tức là hướng ngọ, các bạn nên nhớ hướng nam tức là hướng ngọ đó, và tọ là tọ tý, ví dụ như vậy.
Thì nếu mà cái ngày của chúng ta mà ngày Ngọ hoặc là ngày Tý đó là đều là xung, hoặc là ngày Sửu và ngày Mùi đều là xung với cái sơn hướng, hoặc là lục hại với cái sơn hướng, tính luôn cái tọa và cái sơn luôn đó, là tính luôn cái tọa và cái hướng của ngôi mộ luôn. Nếu mà hướng, nếu mà ngôi mộ là tọa Tý hướng Ngọ thì cái ngay tại cái ngày Sửu và ngày Mùi chúng ta không nên dùng. Ngày Sửu thì nó sẽ lục hại với cái hướng, tức là hướng Ngọ đó, nó sẽ lục hại với cái hướng Ngọ. Còn nếu mà ngày Mùi thì nó lại là lục hại với cái tọa Tý. Cái tọa nó thuộc Tý, cho nên là các bạn cần phải để ý những cái ngày, và cũng cần phải biết cái ngôi mộ đang là nằm ở sơn hướng nào. Cho nên cái việc mà xem mộ thì chúng ta xem ngày, chọn ngày chúng ta bắt buộc phải đi ra mộ để chúng ta đo và chúng ta chọn ngày. Còn hiện tại bây giờ tôi đang ngồi trên mạng thì tôi không thể đi đo cho các bạn, thì các bạn phải tự đo. Khi các bạn muốn hỏi thì các bạn phải tự đo. Ví dụ muốn hỏi ngày để sửa mộ, các bạn phải tự đo cái hướng mộ hoặc là cái tọa mộ. Mà 24 sơn hướng là khó đo lắm các bạn. Thì các bạn chỉ cần đọc số của cái hướng mộ hoặc là số của cái tọa của ngôi mộ, thì tôi sẽ từ cái tọa độ đó tôi sẽ tính ra và tôi sẽ tìm được cái ngày cho tất cả các quý vị. Còn nếu mà các quý vị không biết thì thôi, chúng ta sẽ chọn cái ngày tương đối là nó không xung không hại với người mắc, hoặc không xung không hại với cái người chủ sự là được thôi. Tại vì ngồi trên mạng coi và tôi chỉ giúp được cho tất cả các quý vị chỉ nhiêu đó. Tại vì tôi không thể nào mà đi đến tận nơi để đo mộ cho người thân của tất cả các quý vị được. Đó. Giờ những cái mấu chốt của cái việc xây mộ, bốc mộ, di dời mộ thì tôi cũng đã nói sơ qua. Cái này nói sơ qua thôi chứ nếu mà mình nói nữa là không có thời gian. Cho nên là tôi tranh thủ tôi phải vào cái việc mà chúng ta xem ngày. Chứ còn mà mình nói nữa là không có thời gian, nói nữa là nó còn nhiều nữa các bạn. Đó. Thì thường thường á, mà người ta nói là sửa mộ, di dời mộ, bốc mộ thì đa phần á là nó những ngày đó nó không có kỵ nguyệt kỵ, và nó cũng không kỵ ngày tam nương các bạn, không kỵ ngày nguyệt kỵ, cũng không kỵ ngày tam nương. Nhưng mà nếu mà mình kỵ nữa thì mình thôi mình kỵ cho chắc ăn, mình bỏ những ngày đó ra cho chắc ăn. Thì nói chung là không có đáng cái gì, mà kỹ hơn là nó sẽ tốt hơn. Thì chúng ta phải tránh ngày tam nương hàng tháng, đó là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Và chúng ta tránh ngày nguyệt kỵ, đó là ngày mùng 5, 14, 23. Rồi chúng ta sẽ tránh tiếp là ngày sát chủ, đó là tháng giêng thì ngày tỵ, ngày tý. Thì ngày nào mà tôi đọc trước là sát chủ âm, còn ngày nào tôi đọc sau là sát chủ dương nha các bạn. Ví dụ như tháng giêng thì ngày tỵ, ngày tý, thì ngày tỵ là sát chủ âm và ngày tý là sát chủ dương. Và tôi cũng xin nhắc lại là môn học của tôi là coi theo tiết chứ không coi theo tháng, cho nên bây giờ tôi sẽ đọc không đọc tháng mà là đọc tiết, tại vì đọc tháng sợ tất cả các quý vị sẽ hay bị lộn, cho nên tôi sẽ đọc tiết. Các bạn nên biết 24 tiết khí, còn nếu các bạn không biết 24 tiết khí thì khó mà chọn được ngày. Bây giờ tôi có một cái video nói về 24 tiết khí và 12 trực, thì các bạn nào chưa xem video đó thì hãy quay lại video đó mà xem nhé. Đó, trong kênh của tôi, hoặc là các bạn có thể lên YouTube các bạn gõ là ý nghĩa của 24 tiết khí hoặc là ý nghĩa của 12 trực thì nó sẽ ra nha các bạn. Thì tiết tháng giêng sát chủ tại ngày tỵ, ngày tý. Tiết tháng 2 sát chủ tại ngày tý, ngày sửu. Tiết tháng 3 sát chủ tại ngày mùi, ngày sửu. Tiết tháng 4 sát chủ tại ngày mão, ngày tức. Tiết tháng 5 sát chủ tại ngày thân, ngày thìn. Tiết tháng 6 sát chủ tại ngày tức, ngày thìn. Tiết tháng 7 sát chủ tại ngày hợi, ngày sửu.
tiết tháng 8, sát chủ tại ngày Sửu, ngày Thìn. Tiết tháng 9, sát chủ tại ngày Ngọ, ngày Sửu. Tiết tháng 10, sát chủ tại ngày Dậu, ngày Thìn. Tiết tháng 11, sát chủ tại ngày Dần, ngày Mùi. Tiết tháng 12, sát chủ tại ngày Thìn. Tức là trong tháng 12, ngày Thìn là vừa sát chủ âm và vừa sát chủ dương luôn các bạn. Giờ chúng ta phải tránh ngày Thọ Tử. Ngày Thọ Tử ở đây là tiết tháng Giêng gặp ngày Tức, tiết tháng 2 gặp ngày Thìn, tiết tháng 3 gặp ngày Hợi, tiết tháng 4 gặp ngày Tỵ, tiết tháng 5 gặp ngày Tý, tiết tháng 6 gặp ngày Ngọ, tiết tháng 7 gặp ngày Sửu, tiết tháng 8 gặp ngày Mùi, tiết tháng 9 gặp ngày Dần, tiết tháng 10 gặp ngày Thân, tiết tháng 11 gặp ngày Mão và tiết tháng 12 gặp ngày Dậu. Giờ chúng ta cần phải tránh cái ngày trực phá, trực thiên, rồi ngày trùng nhật, ngày mậu kỷ đô thiên. Ngày mậu kỷ đô thiên tức là ngày ngày mậu và ngày kỷ. Rồi giờ chúng ta phải tránh ngày trực hai nữa các bạn. Tại vì á, là khi mà xây mộ, sửa mộ, chúng ta cần phải lấy trực bới, nó sẽ đẹp hơn. Tại bới là đóng lại, mộ phần là chúng ta nên đóng lại, chứ mà chúng ta mà dùng trực hai thì nó là không tốt à, tại vì trực hai là mở ra à, cho nên là cực kỳ là hung cho cái ngày trực hai. Chúng ta phải tránh ngày tránh tứ phới à, ngày tránh tứ phới ở đây là mùa xuân thì gặp ngày Canh Thân, Tân Dậu, mùa hạ thì gặp ngày Nhâm Tý, Quý Hợi, mùa thu thì gặp ngày Giáp Dần, Ất Mão, mùa đông thì gặp ngày Bính Ngọ, Đinh Tỵ. Giờ chúng ta phải tránh ngày thổ ôn. Tại vì khi chúng ta động thổ thì chúng ta động thổ để bốc mộ, di dời mộ. Còn mà các quý vị nào mà chỉ là sửa mộ thôi, sửa mộ ở trên thôi, không có động thổ, không có đào lỗ, mà chỉ là đập giá xây lại thì không cần phải kỵ ngày thổ ôn nha các bạn. Đó, thì tùy theo cái công việc mà mình làm mà mình kỵ. Thổ ôn thì là tiết tháng Giêng là gặp ngày Thìn, tiết tháng 2 gặp ngày Tỵ, tiết tháng 3 gặp ngày Ngọ, tiết tháng 4 gặp ngày Mùi, tiết tháng 5 gặp ngày Thân, tiết tháng 6 gặp ngày Mặt Dậu, tiết tháng 6 gặp ngày Dậu, tiết tháng 7 gặp ngày Tuất, tiết tháng 8 gặp ngày Hợi, tiết tháng 9 gặp ngày Tý, tiết tháng 10 gặp ngày Sửu, tiết tháng 11 gặp ngày Dần, tiết tháng 12 là gặp ngày Mão. Mà các bạn nên biết ngày thổ ôn nó là ngày trực mãn. Ngày trực mãn, trong ngày trực mãn có ngày thổ ôn các bạn. Còn ngày trực định á, thì có đại hao, tử khí, quan phù. Còn ngày trực bình thì có tiểu hao à, các bạn nên để ý những cái ngày như thế. Còn cái ngày thổ cấm đó các bạn là ngày tam tan à, ngày tam tan là ngày thổ cấm. Tức là ngày nào có tam tan là có thổ cấm, mà ngày nào có thổ cấm tức là có tam tan đó. Cho nên á, khi mà tìm ngày thì chúng ta chỉ cần tìm ra được cái ngày tam tan thì chúng ta sẽ tìm ra được cái ngày thổ cấm, hoặc chúng ta tìm ra được cái ngày thổ cấm thì chúng ta sẽ biết là trong ngày thổ cấm đó nó có ngày tam tan à, là nó cũng trùng luôn cái ngày tam tan à. Thì chúng ta phải qua cái, chúng ta tiếp tục qua cái hung tinh là ngũ mộ. Ngũ mộ tiết tháng Giêng gặp ngày Ất Mùi, tiết tháng 2 gặp ngày Ất Mùi luôn các bạn, tiết tháng 3 gặp ngày Mậu Thìn, tiết tháng 6 thì gặp ngày Mậu Thìn, tiết tháng 7 và tiết tháng 8 á, thì gặp ngày Tân Sửu, tiết tháng 9 thì gặp ngày Mậu Thìn luôn, tiết tháng 10 và tiết tháng 11 thì gặp ngày Nhâm Thìn, và tiết tháng 12 là gặp ngày Mậu Thìn à, vậy là các bạn nên để ý cái, thì các bạn nên để ý ba cái tiết mà thuộc thổ là nó kỵ ngày Mậu Thìn. Tức là ba tiết thuộc thổ là tiết tháng 3 này, tiết tháng 6 này, tiết tháng 9 này, tiết tháng 12 là thuộc thổ. Các bạn muốn biết như vậy tôi sẽ nói sơ qua là thường á, thì một năm có 4 mùa. Thì một mùa á, là có 3 tháng. Tháng nào là, và ví dụ mùa xuân thì là nó thuộc mộc, mùa hạ thì nó thuộc hỏa, mùa thu thì nó thuộc kim, và mùa đông thì nó thuộc thủy. Vậy thổ nằm đâu? Thổ nằm trong ba, trong cái tháng cuối mùa, trong
nó sẽ nằm trong một cái tháng cuối mùa, đó là mùa xuân thì tháng 1, tháng 2, tháng 3, thì mình lấy tháng cuối mùa là tháng 3 nó thuộc thổ, và tháng 6 nó thuộc thổ, và tháng 9 nó thuộc thổ, và tháng 12 nó sẽ thuộc thổ. Những cái ngày thuộc thổ đó là chúng ta được kỵ ngày Mậu Thìn. Gặp ngày Mậu Thìn là ngày ngũ mộ, các bạn cần nên để ý. Giờ chúng ta qua tiếp cái ngày trùng tang, các bạn cần nên tránh cái ngày trùng tang, dù cho cái người mới mất hay là đã mất lâu rồi, khi muốn chôn hoặc là muốn bốc mộ như giờ mộ cũng đều phải tránh cái ngày trùng tang. Cái ngày trùng tang như sau là tiết tháng giêng thì gặp ngày canh, tiết tháng hai thì gặp ngày tăng, tiết tháng ba thì gặp ngày kỷ, tiết tháng tư thì gặp ngày nhâm, tiết tháng năm thì gặp ngày quý, tiết tháng sáu thì gặp ngày mậu, tiết tháng bảy thì gặp ngày giáp, tiết tháng tám thì gặp ngày ất, tiết tháng chín thì gặp ngày kỷ, tiết tháng mười thì gặp ngày bính, tiết tháng 11 thì gặp ngày đinh, và tiết tháng 12 thì gặp ngày mậu. Rồi chúng ta tránh tiếp là cái ngày tam tan, là chúng ta nên nhớ là ngày tam tan là ngày thổ cấm đó các bạn, là cấm động thổ đó. Đó là tại vì ngày tam tan, trong ngày tam tan nó có thổ cấm và trong ngày thổ cấm nó có tam tan, cho nên nó ngày tam tan và ngày thổ cấm nó đều nằm chung một ngày các bạn. Thì mùa xuân thì gặp ngày thìn, mùa hạ thì gặp ngày mùi, mùa thu thì gặp ngày tức, và mùa đông thì gặp ngày sửu. Đó là ngày tam tan, hoặc mình nói là đó là ngày thổ cấm cũng được. Rồi chúng ta phải tránh ngày trùng nhật là ngày tỵ và ngày hợi. À, giờ chúng ta tránh nữa là ngày trùng phục. Ngày trùng phục ở đây là tiết tháng giêng thì gặp ngày giáp, tiết tháng hai gặp ngày ất, tiết tháng ba gặp ngày mậu, tiết tháng tư gặp ngày bính, tiết tháng năm gặp ngày đinh, tiết tháng sáu gặp ngày kỷ, tiết tháng bảy gặp ngày canh, tiết tháng tám gặp ngày tăng, tiết tháng chín gặp ngày mậu, tiết tháng mười gặp ngày nhâm, tiết tháng 11 gặp ngày quý, và tiết tháng 12 là gặp ngày kỷ các bạn. Giờ chúng ta lại đi qua thêm cái ngày là tránh bát tọ. Ngày tránh bát tọ ở đây là tiết tháng giêng thì gặp ngày hợi, tiết tháng hai thì gặp ngày tý, tiết tháng ba thì gặp ngày sửu, tiết tháng tư thì gặp ngày dần, tiết tháng năm thì gặp ngày mão, tiết tháng sáu thì gặp ngày thìn, tiết tháng bảy thì gặp ngày tỵ, tiết tháng tám thì gặp ngày ngọ, tiết tháng chín thì gặp ngày mùi, tiết tháng mười thì gặp ngày thăng, tiết tháng 11 thì gặp ngày dậu, và tiết tháng 12 thì gặp ngày tức các bạn. Giờ chúng ta cũng tránh tiếp là cái ngày trực hai luôn. Ngày trực hai ở đây là tiết tháng giêng thì gặp ngày tý, tiết tháng hai thì gặp ngày sửu, tiết tháng ba thì gặp ngày dần, tiết tháng tư thì gặp ngày mão, tiết tháng năm thì gặp ngày thìn, tiết tháng sáu thì gặp ngày tỵ, tiết tháng sáu thì gặp ngày tỵ, tiết tháng bảy thì gặp ngày ngọ, tiết tháng tám thì gặp ngày mùi, tiết tháng chín thì gặp ngày thăng, tiết tháng 10 thì gặp ngày dậu, tiết tháng 11 thì gặp ngày tức, và tiết tháng 12 thì gặp ngày hợi. Thì nó chạy xuôi theo một cái ngày thì trực này nó chạy theo xuôi theo 12 con giáp đó, tức là tháng giêng gặp ngày tý, tháng hai gặp ngày sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tức, hợi luôn, là nó chạy theo đúng 12 con giáp luôn. Rồi bắt đầu là chúng ta cần phải tránh cái ngày cải phần phương đạo xét. Thì tất cả những cái video trước tôi cũng nhắc đi nhắc lại cái ngày này, nhưng mà tôi chưa đem những cái ngày này ra công bố cho tất cả các quý vị. Giờ tất cả các anh chị cũng có nhiều người đã hỏi tôi về cái ngày cải phần phương đạo xét này là tìm như thế nào, và ngày đó là nó ra làm sao. Thì hôm nay tôi sẽ đưa lên cho tất cả các quý vị biết cái cách mà tìm cái ngày cải phần phương đạo xét, là kỵ việc sửu mộ với dời mộ bốc mộ đó, là cải phần đó. Cải phần tức là mình sửa chữa lại đó, còn mà chôn thì chôn người mất thì không có kỵ các bạn, mà cải thì nó là kỵ, cải phần tức là mình sửa mộ lại đó. Thì tiết tháng giêng gặp ngày ất, ngày tăng, tiết tháng hai gặp ngày bính, ngày canh, tiết tháng 3 gặp ngày đinh, ngày canh, tiết tháng 4 gặp ngày tăng, ngày quý, tiết tháng 5 gặp ngày nhâm, ngày quý,
tiết tháng 6 là cũng ngày năm, ngày quý luôn. Tiết tháng 7 là ngày canh, tiết tháng 8 là ngày canh, ngày bính. Tiết tháng 9 là ngày canh, ngày ất. Tiết tháng 10 là ngày nhâm, ngày ất. Tiết tháng 11 là cũng là ngày nhâm, ngày ất. Tiết tháng 12 cũng là ngày nhâm và ngày ất luôn các bạn. Đó là những ngày mà chúng ta cần phải tránh khi chúng ta muốn xây mộ, sửa mộ, bốc mộ, di dời mộ. Giờ chúng ta cần phải tránh cái ngày thổ kỵ nữa các bạn. Ngày thổ kỵ ở đây là tiết tháng giêng thì gặp ngày dần và ngày mùng 6. Tiết tháng 2 thì gặp ngày tỵ và ngày 23. Tiết tháng 3 thì gặp ngày thân và ngày 12. Tiết tháng 4 thì gặp ngày hợi và ngày mùng 8. Tiết tháng 5 thì gặp ngày mão và ngày 16. Là chạy theo tiết luôn các bạn, cái những con số này là chạy theo tiết đó. Tiết tháng 6 gặp ngày ngọ và ngày 24. Tiết tháng 7 gặp ngày dậu và ngày mùng 9. Tiết tháng 8 gặp ngày tý và ngày 27. Tiết tháng 9 gặp ngày thìn và ngày mùng 4. Tiết tháng 10 thì gặp ngày mùi và ngày 14. Tiết tháng 11 thì gặp ngày tuất và ngày 20. Tiết tháng 12 là gặp ngày sửu và ngày mùng 6 các bạn. Chúng ta phải để ý là bốn cái ký tên này, đó là bắt chủng nhật, bắt chủng nghiệp, rồi hội đồng nhật và đại minh nhật, là những cái ngày kiết nhật để chúng ta dùng. Mà cái ngày kiết nhật này á là nó sẽ kỵ, nó sẽ giải được tất cả những cái hung tinh nào không đáng cởi, là tức là nó sẽ giải trừ được hết. Nhưng mà nó chỉ có là nó không giải trừ được là thổ phù, thổ phủ, sát chủ, thọ tử và những cái hung tinh sát, hung tinh mang sát thương thì nó sẽ không hóa giải được, nhưng mà tất cả những hung tinh khác thì nó có thể hóa giải được. Còn mà cái ngày nào mà nó có thuộc cấm, thuộc kỵ, thuộc ôn là nó cũng hóa giải không được các bạn. Bắt chủng nghiệp tức là chúng ta tính theo tháng, là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 8, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là cái tháng bắt chủng nghiệp, là cực kỳ tốt, có thể hóa giải được những cái hung tinh, mà chỉ kỵ những cái sát tinh và những cái hung tinh nào có chữ thổ, thổ cấm, thổ kỵ, thổ ôn là nó không trừ được. Rồi chúng ta qua cái ngày bắt chủng nhật, rồi chúng ta qua cái ngày bắt chủng nhật, tức là bắt chủng nhật theo ngày. Các bạn nên lấy giấy lấy bút ghi lại, đó là ngày canh ngọ, ngày giáp ngọ, ngày bính ngọ, ngày nhâm ngọ, ngày ất mùi, ngày tân mùi, ngày quý mùi, ngày đinh mùi, ngày bính thân, ngày nhâm thân, ngày canh thân, ngày giáp thân, ngày mậu thân, ngày đinh dậu, ngày quý dậu, ngày kỷ dậu, ngày tân dậu, ngày ất dậu. Nói chung là tất cả các ngày dậu, là năm ngày dậu đều có hôm nay hết. Rồi ngày nhâm dần, ngày mậu dần, ngày quý mão và ngày kỷ mão, đó là những ngày bắt chủng nhật. Ngày này là đại kiết, nhưng mà chỉ sợ thổ ôn và thổ phù, thổ phủ, thổ kỵ, thổ cấm luôn đó. Giờ chúng ta qua cái ngày hội đồng nhật, cũng là ngày kiết nhật, đó là ngày giáp tý, ngày bính dần, ngày canh dần, ngày kỷ mão, ngày giáp thân, ngày bính thân, ngày ất dậu, ngày tân dậu. Rồi chúng ta qua cái ngày kiết cuối cùng, đó là ngày đại minh nhật, mình gọi là đại minh kiết nhật, đó là ngày ất mùi, ngày tân mùi, ngày giáp thìn, ngày nhâm thìn, ngày bính thìn, ngày giáp thân, ngày nhâm thân, ngày canh thân, ngày bính ngọ, ngày nhâm ngọ, ngày kỷ, ngày quý sửu, ngày kỷ dậu, ngày tân dậu, ngày ất mão, ngày canh tuất và ngày cuối cùng đó là ngày nhâm dần. Đó, các bạn lấy giấy lấy bút ghi lại, rồi các bạn tra lại. Thì cái việc mà đào mộ, bốc mộ, di dời mộ thì sơ sơ chỉ có nhiêu đó thôi các bạn. Thì các bạn nào mà
Học xong cái này thì có thể coi ngày cho người ta là bốc mộ di dời mộ được rồi. Còn mà cái ngày mà để chúng ta chôn người mới mất á, thì nó lại là một phương án khác, nó không có chung trong cái quy giới này nha các bạn. Cho nên á, là các bạn không được dùng cái quy giới này mà để xem cho cái người mới mất, xem ngày cho cái người mới mất là xem cái ngày ngày để người ta chôn á, là nó khác nữa các bạn. Các bạn mà lấy cái quy giới này mà đem coi cho cái người mới mất á, là sai bét mà bét hết các bạn, là cực kỳ hung hiểm nha các bạn. Cho nên các bạn cần phải để ý, quy giới này chỉ dành cho những người có mồ mả tổ tiên hoặc mồ mả người thân mà chúng ta cần tu sửa, hoặc là cần bốc mộ di dời mộ đến một cái nơi an lành khác để cho người ta ngự, thì có thể coi quy giới này và dùng quy giới này để chọn ra được một cái ngày cực kỳ là tốt cho người mất, và để cho người sống của chúng ta được hưởng phần lợi lạc về sau, con cái được hưởng sự giàu sang phú quý. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những quy giới sau nhé. Quy giới này cũng đã quá dài, hành Nhật Tấn xin được kết thúc quy giới tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những quy giới sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho hành Nhật Tấn, để kênh của hành Nhật Tấn một ngày một phát triển mạnh lên, để hành Nhật Tấn còn có nhiều niềm vui và có những tư duy hay hơn để cống hiến cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Và tất cả các quý vị và tất cả các anh chị nên nhớ là cái tài liệu hiệp kỷ biện thiên thư này tôi sẽ chia sẻ lên trên trang web phong thủy lưu tài.com, thì các quý vị tất cả các anh chị nào yêu thích hoặc là để tâm đến thì hãy lâu lâu hãy ghé lại cái trang web ấy để xem đó. Và hàng ngày tôi sẽ cập nhật bài mỗi ngày một bài lên trên cái trang web ấy cho tất cả các quý vị nào mà yêu thích, nào mà các quý vị nào mà quan tâm tới cái thuật trạch cát này, cái thuật coi ngày này, thì hãy tham gia vào cái web phong thủy lữ tài.com nha các bạn. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị.